cuộc sống và sức khỏe hiện tại của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh ra sao? Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân trong một gia đình nghèo, học hành gian dở nhưng ông sớm bén duyên với nghệ thuật. Năm 13 tuổi, Vũ Linh được hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Vào năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn ở nhiều tỉnh. Thời gian sau đó, Vũ Linh gắn bó với gánh hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng và được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ, ông may mắn được thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tùng. Sau nhiều năm bôn ba ở các đoàn tỉnh, năm 1981, Vũ Linh về thành phố Hồ Chí Minh và thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tư và Huỳnh Long. Đến thập niên 1990, ông kết hợp với Tà Linh, trở thành cặp thanh mai trúc mã ở cả trên sân khấu cải lương và cả những sản phẩm ca nhạc Mưa Bụi Ăn Khách một thời. Trong sự nghiệp, Vũ Linh từng nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật giá trị. Năm 1997, ông chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vũ Linh còn được khán giả yêu thương, phong danh là ông Hoàng Cải Lương với những cống hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Từ năm 2019, Vũ Linh ngừng đi diễn do có nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài bị bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cổ sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, ông vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại, nhưng hầu hết Vũ Linh đều từ chối vì sức khỏe không cho phép. Đến đầu năm 2022, lần hiếm hoi ông tái xuất khi tham gia làm khách mời sau kiếp cầm ca của nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Trở lại sân khấu, ông xúc động nói, 3 năm không đi hát với tôi là một quãng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Sau lần xuất hiện hiếm hoi vì mối thân tình lâu năm với đồng nghiệp và góp mặt thêm một vài chương trình phù hợp, Vũ Linh tiếp tục vắng bóng. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và Minh Lâm đã đến thăm hỏi nam nghệ sĩ cải lương gạo cội. Hiện tại, bên cạnh sự yêu thương của đồng nghiệp, khán giả, ông cũng được chăm sóc chu đáo từ người thân.